Thầy ơi, em biết rồi, em biết phải xây dựng team đội rồi, em biết là quan trọng rồi. Nhưng bây giờ thầy phải cho em biết là vậy làm thế nào để em giữ chân được team đội em? Làm thế nào để họ trung thành với em? Làm thế nào để họ trung thủy với em? Bao nhiêu người trong số các bạn ở đây muốn biết điều đó, giơ tay và nói tôi. Chị Hoàng Phi Huyền là CEO của Huyền Phi Cosmetics. Ở đây có ai biết đến chị Hoàng Phi Huyền không? Ok, ồ tuyệt vời. Huyền Phi Cosmetics, chị Huyền là từ một giáo viên đi lên cùng với anh Hoàng Hưng là chủ tịch. Hoàng Hưng với Huyền Hoàng Phi Huyền là học trò của thầy Tô Nhật, cũng là thành viên của Platinum. Thế thì chị Huyền Phi có nói một điều này, chị Hoàng Phi Huyền có nói điều này là thầy đã chia sẻ cho cái tam giác tử huyệt cảm xúc tuyệt vời để em có thể giữ chân nhân sự, để em có thể truyền cảm hứng cho nhân sự, để em có thể làm thế nào để phát triển đội nhóm. Rồi bên chỗ anh Teddy Khanh, Teddy Khanh vừa rồi đấy, anh ấy là làm về giá kệ siêu thị. Anh cũng bảo là em đã ứng dụng cái tam giác tử huyệt cảm xúc của thầy để em không chỉ trong bán hàng mà còn trong cả quản trị nhân sự, trong vấn đề làm sao để phát triển đội nhóm. Và tôi đã phát triển cái tam giác tử huyệt cảm xúc này trở thành một chìa khóa vàng ở trong cái cuốn sách 100 chìa khóa vàng dành cho chủ doanh nghiệp. Là khi mà chúng ta làm việc với con người ấy, tôi nói các bạn này, làm việc với máy dễ hơn làm việc con người rất nhiều. Yes or yes? Các bạn, nhiều người không thích làm việc con người bởi vì con người khó hiểu lắm. Lúc thì thế này, lúc thì thế khác, đúng không? Lúc thì sổ suýt, lúc thì váng đầu. Và nhiều lúc cái cảm xúc nó cứ thất thường. Thế thành ra là mình chán chẳng muốn làm việc con người. Có những người xây dựng team đội một thời gian sau thấy mệt mỏi quá thôi, về làm theo kiểu dạng là cách thức là đế chế một người. Hay là thích làm việc theo kiểu dạng là kinh doanh, theo kiểu kỹ thuật, chứ còn không thích làm theo kiểu mở rộng cái hệ thống. Và đấy cũng là lựa chọn tùy. Nhưng mà nếu bạn muốn làm một điều gì đấy vĩ đại, thì tôi đã nhắc lại các bạn, phải có team đội vĩ đại. Mọi người cứ bảo đi xa, muốn đi nhanh thì đi một mình, đi xa thì đi cùng đồng đội, đúng không? Nhưng mà không đúng. Nếu bạn muốn đi nhanh và đi xa, phải đi cùng đồng đội. Chứ còn nếu mà bạn mà bảo đi nhanh, đi một mình cũng có đâu. Đấy là chỉ ngắn hạn thôi. Chứ còn nếu mà bạn muốn dài hạn ấy, đi nhanh ấy, thì nó là phải đi là team đội. Chúng tôi không thể phát triển nhanh trong phạm vi chỉ có 14 năm mà chúng tôi đã nhân cái doanh số từ dưới 100 tỷ mà bây giờ lên 6.000 tỷ. Không bao giờ có thể đi được điều đó nếu mà team đội chúng tôi vẫn có 40 lao động ngày xưa. Không có chuyện đó được. Anh Tiến Hùng với chị Lê My cũng là một cặp vợ chồng khác học ở Latinum của tôi, cũng vào cùng đợt anh Huấn này. Là lúc trước khi vào có 30 lao động. 30 lao động. Và doanh số lúc đó là 2,5 tỷ một tháng. Và đến bây giờ là sau một thời gian khoảng gần một năm, anh chị đã nhân team đội của anh lên 100 lao động, hơn 100 lao động. Và anh ấy đã mở chi nhánh ở miền Nam, mở tổng kho miền Nam, mở thêm nhà máy tiếp theo và giải phóng bản thân mình, anh Tiến Hùng ấy. Và bây giờ là doanh số của anh ấy tháng 8 vừa rồi là 8,3 hay 8,4 tỷ đó. Nó gấp mấy lần so với lại cái trước đó, mà trước đấy thì loay hoay. Như vậy là nếu như chúng ta không muốn làm vĩ đại thì cứ stay small. Nếu chúng ta không muốn làm điều vĩ đại thì cứ gọi là gì, là duy trì ở mức nhỏ. Nhưng mà muốn làm vĩ đại ấy, thì chúng ta phải biết quản trị con người. Chúng ta lại phải biết làm việc với tâm lý con người. Ai trong số các bạn ở đây đã từng biết đến Maslow nhỉ? Tháp nhu cầu Maslow. Bao nhiêu trong số các bạn chưa biết, giơ tay cho tôi nghe. Ok, và nếu bạn chưa biết đến Maslow thì cho phép tôi là chia sẻ với các bạn. Đây là một cái tháp, gọi là tháp nhu cầu của Abraham Maslow. Ông này là người Do Thái. Năm 1965, ông này phát hiện ra, nghiên cứu và phát hiện ra và đăng một bài trên Harvard Business Review là cái con người chúng ta là sẽ có những cái nhu cầu. Có những cái nhu cầu hay còn gọi là những cái mưu cầu. Và ai cũng vậy, làm cái gì là ẩn sau mỗi công việc đều có cái gọi là gì, có một cái nhu cầu nào đó. Vậy cái nhu cầu này nó được chia ra là 5 tầng, mấy tầng anh chị? 5 tầng.
Tầng thứ nhất tôi gọi là tầng đầu tiên. Tầng đầu tiên này là những cái nhu cầu gọi là basic, nhu cầu cơ bản. Nhu cầu cơ bản này gồm có này. Nhu cầu này là bất cứ một cái động vật nào, và chúng ta cũng vậy, gọi là thở này, ăn này, uống này, rồi ngủ nghỉ này, sách đó, và đào thải. Yes or yes? Đây là nhu cầu căn bản. Đó, nó là nhu cầu tối thiểu à, những cái nhu cầu mà ai phải có. Thế và lên đến bậc thứ hai, nhu cầu này gọi là nhu cầu về safety. Safety tức là nhu cầu về an toàn, gọi là ví dụ như an toàn về sức khỏe này, an toàn về lao động, an toàn nhựa làm để không độc hại, an toàn về tài sản này, an toàn về tính mạng này, an toàn về gì? Về vị trí này. Nói chung là họ muốn có nhu cầu để cho mình được an toàn. Đấy là nhu cầu thứ hai. Và nhu cầu thứ ba, đó là nhu cầu về gì? Nhu cầu yêu và được yêu, nhu cầu tình cảm, nhu cầu về xã hội. Tức là bạn nhu cầu được yêu và nhu cầu là được trực thuộc một cái tổ chức nào đó. Ví dụ như là Messi rất là yêu cái câu lạc bộ Barca. Thế bạn ấy lớn lên từ đó, đến lúc mà Barca là muốn bán bạn ấy và không muốn ký hợp đồng bạn ấy, bạn sẵn sàng là giảm lương gấp đôi để bạn được trực thuộc Barca. Nhưng cuối cùng là Barca không đủ tiền, cuối cùng bạn mới phải đi sang Paris Saint-Germain. Thế thì ở công ty của bạn, có thể bạn cũng sẽ tạo ra được một cái cách chơi mà người ta muốn trực thuộc vào câu lạc bộ của bạn, trực thuộc vào cái gọi là bộ lạc của bạn. Yes or yes? Thì đây là gọi là nhu cầu thứ ba. Nhu cầu thứ tư, đó là gì? Significant, tức là tôi là quan trọng. Nhiều lúc chúng ta làm cho bên chỗ công ty, nhưng mà sếp chả bao giờ ghi nhận cái gì cả, nhưng mà sai cái là sếp chửi như tát nước vào mặt ấy. Có không có gì? Sếp cứ suốt ngày là chỉ có chửi thôi, chả thấy có ghi nhận gì cả, mà cũng không có thưởng tiết gì cả. Thế thì, nhưng mà đôi khi ấy, là người ta chỉ cần một cái lời ghi nhận thôi. Anh rất là đánh giá cao về cái nỗ lực của em, đợt này anh thấy là em có cái nhiều tiến bộ đấy em ạ. Hay là anh rất là trân trọng về cái hợp đồng này, lúc này là lúc mà công ty rất là khó khăn mà em đã mang được cái hợp đồng này về, rất là tốt. Hoặc là vỗ vai một cái thôi, đúng không? Chẳng hạn như là gì, là chú đợt này tiến bộ đấy, đúng không? Anh thấy chú làm được đấy. Được không anh em? Nhiều lúc chúng ta chỉ cần có một cái sự ghi nhận như vậy, là người ta rất cần cái sự ghi nhận đó. Thì lúc đó chúng ta gọi là significant, tức là gì? Là quan trọng. Và con người thì là rất muốn được vinh danh, tôn, ví dụ đứng lên sân khấu này, là gì? Là trở thành hero, trở thành là gì? Là man of the month, tức là người của tháng, trở thành sales of the month, là người nhân viên bán hàng xuất sắc của tháng. Có không có chị? Đó, hay là cho mày đi chuyến đi Thái Lan, cho mày chuyến đi Singapore, cho mày đi chuyến đi du lịch châu Âu. Vừa rồi chúng tôi cho tất cả những thành viên hội đồng quản trị là sang bên chỗ châu Âu một chuyến, đúng không? Rồi cho cả gia đình họ sang. Đấy là để ghi nhận họ. Nó là một cái phần thưởng thôi, và nó cũng là một cái hình thức để chúng ta trân trọng và ghi nhận. Yes or yes? Ok. Và đây chính là cái mà tôi gọi là gì? Là sự tôn trọng về cái tôi của họ, và cái trân trọng cái sự quan trọng của họ. Thế còn lên tầng cao hơn ấy, đó là tầng gọi là gì? Tầng này tôi gọi là self-actualization. Tầng này là họ muốn được cống hiến, họ muốn để lại cái danh gì với núi sông. Ví dụ như là Bác Hồ Chủ tịch. Bác Hồ Chủ tịch thì thực ra là gì? Là có thể ăn uống đơn giản thôi, sống ở trong cái hang Bác Có, cũng là gọi là để tồn tại. Nhưng cái quan trọng là Bác có một cái sự nghiệp cao cả, đó là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thành lập ra Đảng Cộng sản, vân vân, và quy tập bên chỗ lực lượng công nông liên minh, rồi tư sản, tiểu tư sản, trí thức, và mọi người đoàn kết lại để thực hiện một cái sứ mệnh, là sứ mệnh cao cả đó. Và đấy là người ở cái tầm cao rồi. Nhiều lúc là chúng ta có thể là bỏ qua cái tầng thấp,
chúng ta có thể chấp nhận rủi ro bản thân để chúng ta thực hiện một cái sứ mệnh nào đó, thực hiện một cái lý tưởng nào đó, đúng không? Chúng ta có thể là gì? Là thậm chí là hy sinh những các cái tình cảm gia đình. Bác Hồ không về để chở tang chị gái được khi chị gái mất ở trong Nghệ An để thực hiện cái này. Như vậy có thể mất đi một số những cái tình cảm thân thương gia đình như để thực hiện cái điều đó. Và điều đấy có nghĩa rằng là gì? Cái nhu cầu của người ta nó là nhu cầu lớn và nó gọi là gì nhỉ? Là cái tự tôn. Đó, tự tôn nó rất là cao và họ muốn cống hiến, họ muốn để lại cái danh gì về núi sông. Thì đấy là ở cái tầm cao. Và sau khi tôi nghiên cứu về con người ấy, và tôi thấy rằng là Đức Phật có một cái triết lý gọi là danh lợi tình. Nhiều khi chúng ta làm là hoặc là vì danh, hoặc là chúng ta làm vì cái gì đó để lợi, hoặc là chúng ta cầu làm sao để chúng ta là gì, hy sinh vì con cái, là vì tình, hay là hy sinh vì anh em ruột, hoặc hy sinh về đồng đội. Chẳng hạn như là Quan Vân Trường, rồi Trương Phi, hay là bên chỗ là Lưu Bị, là vì cái nghĩa tình với nhau, là kết nghĩa vườn đào, cho nên là vì cái tình để sẵn sàng có thể là gì chiến đấu bên cạnh, để chung thân chung thủy. Vậy tôi mới thấy là như vậy là nếu những người nào là muốn được tôn trọng, những người nào muốn được là cống hiến, muốn được là làm thế nào để lại cái danh gì với núi sông, thì lúc đó người ta hướng đến cái gọi là cái danh. Thế còn những người nào á mà họ là vì tình cảm mà sẵn sàng hy sinh thân mình, sẵn sàng cống hiến thời gian, sẵn sàng cống hiến tiền của, đó là họ không ngại cái gì cả để mà làm ăn sản, thì cái người đấy tôi lại gọi họ là gì? Là họ vì tình. Đó. Họ vì tình. Thế còn những người ấy, là cơm áo gạo tiền. Thôi bác ạ, em nói với thật bác là bây giờ em yêu bác lắm, em quý bác lắm, bác là có lý tưởng cao đẹp lắm, nhưng mà nói thật bác là bây giờ em phải có sữa cho con bú, em cần phải làm sao có cái bụng cái đã, phải ấm cái bụng cái đã. Thế các cụ bảo là có thực mới vực được, hai phải người có thực mới vực được gạo đó. Thế nên là những người mà quan tâm tới cái đó ấy, thì chúng ta phải thấy rằng đó là bình thường và chúng ta phải hiểu điều đó. Họ cần phải có tiền. Có gì các anh chị? Họ phải có tiền. Em đi theo bác rồi, mấy năm nay em đi theo bác rồi bác ạ. Ê, vợ em cứ bảo anh đi làm thế nào quái thì anh chả thấy tiền đâu cả. Thế em cũng không thể nào để mà em như thế này mãi được. Nếu anh không tăng lương cho em, nếu anh không cho em lên khoảng tầm 12 triệu hay là 20 triệu một tháng thì anh không cả. Em yêu anh lắm, em quý anh lắm, nhưng mà em phải là gì? Là phải lo cho gia đình em trước, phải cho cái bụng trước. Yes or yes? Và bạn phải hết sức thấu cảm. Và điều đó là bình thường.